Thôi mày nói gì nói đi, thằng vô văn hóa. À, chào bác vào điện. Nếu thích thì vô, còn không thích thì vô. Bác là... Tôi là đệ nhất nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần. Nghe cái quen, hình như là cháu đã thấy bác đâu đó trên mạng rồi thì phải. Lên trên YouTube á, quý vị sẽ quýnh lên YouTube. À vâng, đúng rồi. Mà làm sao bác lại biết đến được công ty của chúng cháu? Tất nhiên là tôi thấy mắt thấy tai nghe, chứ không phải là con rành chim bao. À, thế bác có mang theo đầy đủ giấy tờ không? Tôi là tất nhiên hồi trước tôi có giấy tờ đàng hoàng. Giấy tờ hồi trước của bác là cái giấy tờ gì ạ? Ô của C3 đồng Văn Hợp Can Việt Nam Center. Cái giấy tờ gì mà nghe nó lạ thế nhỉ? Mày nói chuyện vô dân quá. Ý cháu không phải là như thế. Mà thôi bác cứ đưa giấy tờ đây cháu xem cho. Vâng, cháu cảm ơn. Bác viết cái gì đấy ạ? Giữa sai là đúng. Còn tôn giáo. Thế tôn giáo của bác là gì đấy ạ? À mẹ, tôi là đạo Phật mà. Đạo Phật mà lại amen. Thế nhà bác ở đâu? Nhà ở trên Phao Thành Quả Lây đó. Thế là bác định cử ở bên nước ngoài à? Trần Dần sẽ trở về trong nước. À, vậy thì tốt rồi. Mà lịch đăng ký làm việc cụ thể của bác là như nào ấy nhỉ? Sáng vết chiều nô bữa kia mấy bìa. Sao nghe nó đơn giản mà bác cứ make it complicated thế nhỉ? Nói chung là bác cũng có tuổi rồi nên cháu cũng chưa quyết định được luôn. Thôi thì bác cứ enjoy cái moment này đi.